Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới. Thưa quý vị, hiện nay trên thế giới đang phải đương đầu với sự xuất hiện và lan truyền của nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy rằng là khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật mà chủ yếu là từ động vật hoang dã. Vì thế nên là phương pháp tiếp cận một sức khỏe là xem xét mối tương quan và tác động qua lại của con người, động vật, thực vật và môi trường. WHO đã cảnh báo tất cả các quốc gia ở trên thế giới cần phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và những giải pháp cụ thể nhằm chủ động khống chế dịch bệnh từ động vật lây nhiễm sang người. Và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tham gia thiết lập mạng lưới đối tác một sức khỏe và đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Và để trao đổi về sự phối hợp đa ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, chúng tôi đã mời tới trường quay xin được giới thiệu với quý vị khán giả bà Vũ Thị Phượng, điều phối quốc gia một sức khỏe, vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Xin chào chị. Vâng, và thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta bước vào phần trò chuyện với vị khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một phần tổng hợp của chúng tôi. Những năm gần đây, thế giới đang phải đương đầu với nguy cơ xuất hiện và lan truyền của các bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc tái bùng phát ở người, vật nuôi và động vật hoang dã. Hiện, thế giới đã ghi nhận hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật sang người với mức độ lây lan ngày càng tăng. Các bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người như cúm gia cầm AH1N1, AH7N9, COVID-19, bệnh dại, sốt xuất huyết, các bệnh viêm não, viêm mảng não, liên cầu lợn, bệnh run sán, bệnh than, bệnh dịch hạch có nguồn gốc từ chuột cống và một số loại thú gặm nhấm. Bệnh lây truyền từ động vật sang người có thể trực tiếp hoặc là qua những trung gian gây bệnh. Đáng lo ngại nhất trong số đó là bệnh dại. Về việc kiểm soát buôn bán động thực vật hoang dã thì nó có vai trò rất là quan trọng vì đây là cái đối tượng mà nhà nước cũng như là cộng đồng quốc tế ưu tiên bảo vệ. Và cái việc mà kiểm soát buôn bán động thực vật hoang dã thì nó còn được quy định ở trong các cái văn bản pháp luật. Những bệnh này xuất phát từ mối tương tác con người, động vật, hệ sinh thái và có khả năng gây hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và nhiều vấn đề khác. Những cái nghiên cứu khoa học gần đây thì cũng chỉ ra rằng là động vật hoang dã thì nó có tiềm ẩn các cái nguy cơ chứa những cái dịch bệnh mới nổi mà có truyền nhiễm sang người cũng như là động vật nuôi khác. Ví dụ như là những cái căn bệnh như là SARS, Ebola, động mùa khỉ, thậm chí là những cái đại dịch như COVID gần đây thì cũng có mặc dù chưa có bằng chứng chính xác về cái nguồn gốc. Tuy nhiên thì các cái chủng coronavirus thì nó tồn tại ở trên những cái động vật hoang dã như là các loại thú ăn thịt nhỏ hoặc là những loài như là dơi, chồn vân vân thì nó có ý nghĩa rất quan trọng. Và cái việc kiểm soát buôn bán động vật hoang dã này thì nó đảm bảo được cái nguồn gốc hợp pháp cũng như là cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và từ những cái cơ sở được gây nuôi, được đăng ký thì nó đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về các cái điều kiện nuôi cũng như là vệ sinh thú y thì nó sẽ giúp cho cái việc ngăn chặn những cái rủi ro về các cái dịch bệnh do động vật hoang dã là cái vật chủ truyền bệnh. Tuy nhiên, động vật hoang dã không có lỗi, cũng không phải tác nhân làm lây lan, phát tán dịch bệnh mà con người mới chính là nguyên nhân khi đã can thiệp, thay đổi, tác động thô bạo vào môi trường sống tự nhiên của các loài hoang dã. Các hoạt động của con người như săn bắt, buôn bán, vận chuyển, gây nuôi, giết mổ và tiêu thụ động vật hoang dã đã tạo điều kiện làm phát sinh, khuếch đại, lây truyền các tác nhân, bao gồm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm từ động vật sang người. Xin được hỏi bà Phượng ạ. Thưa bà có thể chia sẻ với chúng tôi là vì sao Việt Nam của chúng ta là một trong những điểm nóng có nguy cơ rất cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã sang người? Xin cảm ơn chị. Có thể nói là Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là được nhận xét là một trong những điểm nóng toàn cầu về bệnh dịch mới nổi từ động vật sang người. Theo báo cáo của WCS và báo cáo của ngành nông nghiệp thì hiện nay thì Việt Nam có khoảng trên 8.000 trang trại gây nuôi động vật hoang dã. Thứ hai nữa là trong cái quá trình phát triển thì cái dân số của chúng ta rất là đông và diện tích thì nhỏ. Và cái hệ sinh thái rất đa dạng, có khoảng 16.000 loại thực vật
và 21.000 loại động vật, cộng với lại các cái hệ thống gây trang trại gây nuôi, có thể nói là chưa được kiểm soát một cách đầy đủ và có các cái công cụ để kiểm soát, nên là những cái điều này nó gây ra những cái khả năng và những cái yếu tố tác nhân để làm cho cái dịch bệnh mới nổi nó diễn biến phức tạp hơn. Chẳng hạn như thế này, ví dụ Việt Nam thường thì là theo cái tập quán chăn nuôi theo mô hình nhỏ lẻ và truyền thống. Do đó mà cái quá trình vận chuyển rồi tiêu thụ, giết mổ, các điều kiện về vệ sinh chuồng trại nó thường là rất là yếu kém. Khi mà đại dịch xảy ra ấy, thì cái khả năng kiểm soát cũng như là cái quy mô về cái chịu đựng của cái cơ sở y tế là rất là khó. Do đó cộng thêm những cái yếu tố về cái tác nhân môi trường cũng như là biến đổi khí hậu thì có thể khẳng định là Việt Nam là một trong những điểm nóng toàn cầu về có những cái tác nhân gây bệnh dịch từ động vật sang người. Vâng ạ, thưa bà. Vậy thì Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng cách thức một thức sức khỏe và thành lập đối tác một sức khỏe đầu tiên ở trong khu vực ạ. Và xin bà cũng có thể chia sẻ cho chúng tôi ý nghĩa của việc này được không ạ? Có thể nói là Việt Nam là một trong những nước đi đầu áp dụng về cách tiếp cận một sức khỏe. Ngay từ năm 2023, chúng ta nhớ lại là lúc đó là có đại dịch SARS. Thì lúc đó là Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp đã phối hợp khẩn trương và rất là tích cực để kiểm soát và đẩy lùi cái đại dịch SARS này. Thì chính thức thì đến năm 2006 thì đối tác PAHI, gọi là đối tác cúm gia cầm được thành lập. Thì cũng đã là một cái hình thức là chúng ta đã áp dụng cái phương pháp tiếp cận một sức khỏe là huy động cái hợp tác đa ngành và phối hợp với các cái đối tác quốc tế rất là tốt để huy động các nguồn lực kiểm soát cái đại dịch cúm gia cầm. Thì đến năm 2016 thì cái đối tác PAHI chính thức được đổi tên thành là đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người. Thì đây là một cái điểm mốc mà so với các Việt Nam, so với khu vực và cả quốc tế cũng là một trong những nước đi đầu để áp dụng cái cách thức tiếp cận một sức khỏe này, thì tất nhiên là nó sẽ mang lại rất là nhiều cái hiệu quả và cái ý nghĩa, vì bản chất của phòng chống đại dịch và phòng chống dịch bệnh chính là hợp tác phối hợp mà đa ngành và hợp tác đa phương. Cụ thể là trong nước thì chúng ta huy động được cũng như sự phối hợp của các ngành, các lĩnh vực khác nhau, và khi đại dịch xảy ra thì không thể một ngành đơn lẻ hay là một cái tổ chức đơn lẻ có thể kiểm soát được mà phải huy động toàn xã hội. Thì đấy là một cái ý nghĩa rất là lớn. Thứ hai nữa là trước những tác động của biến đổi khí hậu khó lường thì có rất nhiều tác nhân gây bệnh, trong đó có cả yếu tố về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, có cả những yếu tố về tác nhân môi trường và có cả những cái yếu tố về sử dụng bừa bãi kháng kháng sinh trong nuôi. Điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ huy động các cái lĩnh vực và các ngành khác nhau, các chủ thể khác nhau để cùng nhau phòng chống dịch bệnh. Tương tự như thế, khi mà dịch bệnh xảy ra thì không thể có một quốc gia đơn lẻ có thể phòng chống được. Và khi dịch bệnh xảy ra đối với một quốc gia nhất định thì yếu tố về không gian và về địa lý sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy chúng ta cần phải huy động cả các cái chính phủ khác nhau, các đối tác quốc tế phát triển khác nhau cùng nhau phòng chống dịch bệnh. Thì đây là hai cái ý nghĩa mà rất là lớn đối với lại cái phương pháp tiếp cận một sức khỏe. Bản chất của nó là hợp tác đa ngành, phối hợp đa ngành và hợp tác đa phương. Vâng ạ, và bà có thể là chia sẻ thêm với chúng tôi về mục tiêu của khung đối tác một sức khỏe để khán giả của chúng tôi có thể hiểu hơn được không ạ? Về mục tiêu của khung đối tác một sức khỏe, bản chất của cái mục tiêu của khung đối tác một sức khỏe là giảm thiểu nguy cơ lây truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người và kiểm soát cái việc sử dụng bừa bãi kháng kháng sinh trong chăn nuôi cũng như là trong cho người. Thì các cái mục tiêu cụ thể chúng tôi có những cái đặt ra những mục tiêu cụ thể trong khung đối tác này là bao gồm là tăng cường cái năng lực thể chế và nguồn lực cho một sức khỏe, tạo cái diễn đàn, cái cơ hội để chia sẻ giữa các bên liên quan, giữa chính phủ và nước ngoài và các đối tác nước ngoài và gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Thứ hai nữa là chúng tôi cố gắng là giảm thiểu cái nguy cơ làm phát sinh và lan truyền các tác nhân gây bệnh mới từ động vật sang người. Và thứ ba là tăng cường quản lý, giám sát và kiểm soát kháng kháng sinh và an toàn thực phẩm. Thứ tư nữa là chúng tôi nhằm cái mục tiêu sắp tới là giảm thiểu tác động của bệnh truyền lây từ động vật trọng tâm lên sức khỏe cộng đồng. Và đặc biệt một cái nhiệm vụ quan trọng là tăng cường vận động huy động nguồn lực cho phòng chống đại dịch. Và thứ năm và cuối cùng là kiểm soát và xử lý các yếu tố và tác nhân môi trường có tác động đến sức khỏe con người.
Xin cảm ơn vì những chia sẻ vừa rồi của bà. Thưa quý vị khán giả, Việt Nam được xác định là một trong những điểm nóng toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã, hệ sinh thái như là MERS-CoV ở Trung Đông và Hàn Quốc, hay là Ebola ở Tây Phi, dịch hạch ở Châu Phi, SARS-CoV-2, cũng như là cúm gia cầm AH7N9 ở Trung Quốc. Và dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người là một mối đe dọa thường trực, gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, vật nuôi, kinh tế và cả xã hội. Phòng chống hiệu quả các bệnh lây truyền từ động vật sang người không chỉ giúp là bảo vệ sức khỏe của con người và vật nuôi, giúp ổn định kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, mà còn góp phần là đảm bảo an ninh y tế toàn cầu trong bối cảnh có những biến đổi về môi trường của quốc gia và thế giới đang diễn ra một cách nhanh chóng, và nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi cũng như là bệnh lây truyền từ động vật sang người có xu hướng là đang ngày một gia tăng. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập mạng lưới đối tác một sức khỏe từ năm 2003 khi xuất hiện dịch cúm gà. Từ đó đến nay, Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong những nước đi đầu và triển khai thành công khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người. Một cái sân chơi để mọi người đến ngồi nói chuyện với nhau các bạn. Đến khi ngồi nói chuyện thì nếu mà có cái gì mà chúng ta chưa đồng ý thì chúng ta cũng nghĩ ra cái cách để chúng ta đồng ý được với nhau. Đấy, và có cái gì mà chúng ta có thể cảm thấy chia sẻ được thì chúng ta chia sẻ được với nhau. Thì đấy là một cái cơ chế mở để mọi người ngồi nói chuyện nhau, và trong cái cơ chế của nhóm đối tác của sức khỏe thì rất mở, là giữa Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường và sau này có thể cả một số bộ khác nữa thì đều có các đồng chí lãnh đạo bộ tham dự. Đấy, thì cả hệ thống ở phía dưới cũng là chuyển động theo chỉ đạo lãnh bộ và có sự tham gia của tất cả các cái đối tác quốc tế mà quan tâm về vấn đề này. Thì tôi nhớ không nhầm thì hiện nay có đến độ khoảng 50 đến 60 các đối tác quốc tế tham gia, mỗi người chia sẻ một cái lĩnh vực khác nhau. Và cái cần nhất là sau khi mà chia sẻ thông tin nhau là chúng ta chia sẻ cái cách mà cùng đạt được mục tiêu, chứ không phải là mỗi người một dự án ở một chỗ làm. Dự án nằm ở đâu cũng được, miễn là chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy. Một sức khỏe hiện đang là một hướng phát triển và ứng dụng quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe con người, dựa vào sự phối hợp và hiểu biết mối quan hệ chặt chẽ giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và môi trường. Ở Việt Nam, để chương trình Một sức khỏe phát triển lớn mạnh và hiệu quả, cần có sự phối hợp xuyên ngành. Cái việc tiếp cận một sức khỏe là khoa học. Thế và từ cái khung một sức khỏe chúng ta đã biết rồi là được ký kết và tham gia, thì cái phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường rất là chặt chẽ và các bộ đều đánh giá rất cao cái khung này. Bản kế hoạch một sức khỏe được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện khung đối tác một sức khỏe của Việt Nam về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025 đã được ký kết giữa ba bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường với 30 thành viên chính thức gồm các tổ chức Việt Nam và quốc tế. Vấn đề một sức khỏe được đặt lên trên hàng đầu khi mà các cái đại dịch trong hàng thập kỷ cứ xuất hiện, thập kỷ nào cũng có, và những cái bệnh mà lây truyền từ động vật sang người thì chúng ta thấy rằng tức là cần phải quan tâm. Bởi vì ở đấy 70% bệnh là do từ động vật lây sang người, bệnh dịch. Và cái bệnh dịch mà lây sang người như vậy thì cái sự phối hợp liên ngành giữa y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đó là ngành thú y, và Bộ Tài nguyên Môi trường lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Thì chúng ta thấy rằng cái khung đối tác một sức khỏe thì đó là phối hợp liên ngành. Vâng, với ngành môi trường của chúng tôi thì một sức khỏe vừa là nhiệm vụ vừa là cơ hội. Nhiệm vụ chính là bảo vệ các cái thành phần môi trường, đất, nước, không khí, quản lý tốt các cái con đường hình thành và lan tỏa các tác nhân ô nhiễm mang theo dịch bệnh. Cơ hội thì chính là ngăn chặn nguồn phát sinh dịch bệnh cũng như là mục tiêu bảo vệ môi trường. Với lĩnh vực môi trường của chúng tôi nói riêng và cả ngành tài nguyên và môi trường nói chung thì một sức khỏe sẽ bao gồm cả bảo vệ chất lượng môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng với các kịch bản của biến đổi khí hậu. Bản kế hoạch cung cấp các thông tin quan trọng về định hướng, ưu tiên, nhu cầu, đề xuất cụ thể của các bên liên quan theo nhóm các lĩnh vực ưu tiên, gợi ý các lộ trình thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cho khung đối tác một sức khỏe theo 6 lĩnh vực trọng tâm được liệt kê trong khung đối tác. Mục tiêu chung của đối tác một sức khỏe là nhằm giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người, và kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành,
một sức khỏe. Quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, xin bà có thể là chia sẻ với chúng tôi về vai trò của khung đối tác một sức khỏe để có thể là chúng tôi hiểu hơn về vai trò của đối tác một sức khỏe, đúng không ạ? Dạ. Cái vai trò của đối tác khung đối tác một sức khỏe này tôi xin chia sẻ ngắn gọn như sau. Đây là một cái khung đối tác mà có thể nói là một trong những cái khung đối tác đầu tiên của Việt Nam có sự đồng chủ trì của ba bộ: Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế, trong đó cái vai trò chủ trì chính là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong cái cơ cấu, ngay từ trong cái cơ cấu đã thể hiện cái vai trò của khung đối tác này rồi. Nó bao có nghĩa là chúng tôi có cái sự điều hành trực tiếp của ban điều hành gồm 3 thứ trưởng của 3 bộ và có tổ điều phối kỹ thuật liên ngành gồm các cái đầu mối kỹ thuật, các cục vụ kỹ thuật từ của 3 bộ, và thứ ba nữa là có ban thư ký điều phối chung các hoạt động và giúp việc cho ban chỉ đạo. Thì các đối tác trong nước và quốc tế là những thành viên chính thức và không chính thức cùng triển khai một cái mục tiêu và nhiệm vụ chung của khung đối tác thông qua một cái gọi là kế hoạch quốc gia đa ngành về một sức khỏe. Thế thì một trong những cái đặc điểm nổi bật của cái khung đối tác một sức khỏe giai đoạn 2021-2025 là chúng tôi áp dụng một cái cách thức quản lý có sự tham gia. Và đây là một cái cơ chế mở. Thế nào gọi là quản lý có sự tham gia và cơ chế mở? Có nghĩa là ba bộ chỉ đóng vai trò chủ trì và điều phối, làm cái công tác điều phối giữa các bên liên quan, giữa một bên các chủ thể khác nhau, các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ, các khối tư nhân và các hiệp hội cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội dân sự khác nhau cùng tham gia trong một cái khung đối tác, và chúng tôi có diễn đàn cho họ thông qua cái diễn đàn cấp cao hàng năm cũng như là cái diễn đàn thông qua 5 cái nhóm kỹ thuật của 5 lĩnh vực trọng tâm của khung đối tác. Thế thì từ cái hình thức này để cho thấy là cái sự sở hữu là chung và trách nhiệm là chung, chứ không phải công tác phòng chống dịch bệnh chỉ là của phía Việt Nam không mà thôi, mà là chúng tôi muốn khẳng định là của tất cả các cái chủ thể liên quan. Thì đây chính là một cái điểm rất là mới và rõ ràng để cho thấy trách nhiệm chung của cộng đồng, của các đối tác. Vâng, và rõ ràng là khi mà chúng ta triển khai khung đối tác một sức khỏe thì cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những khó khăn bên cạnh những thuận lợi. Vậy thì những khó khăn là gì? Những thuận lợi là gì thưa bà? Tất nhiên là cái công tác điều phối thì luôn luôn ở đâu cũng vậy. Sự phối hợp và sự hợp tác thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bởi vì đối với các cơ quan nhà nước, khi mà muốn phối hợp và hợp tác với nhau, chúng ta đều phải có thông qua các cái văn bản. Và trong quá trình mà đây là một cái khung đối tác về xử lý về vấn đề dịch bệnh, nó đòi hỏi phải rất là nhanh, chính xác và cần phải có quyết định rất nhanh. Nhưng tuy nhiên là cái khó khăn của chúng tôi là hầu như tất cả các hành động phải đều thông qua văn bản. Và cái việc thông qua văn bản đó rất là mất thời gian. Thì đây là một trong những cái khó khăn lớn nhất. Và cái khó khăn, tôi chưa muốn đề cập đến cái thuận lợi mà tôi muốn đề cập cái khó khăn trước. Bởi vì chúng tôi là những người thực thi. Thứ hai nữa là bản thân thì cái khái niệm một sức khỏe thì với các giới khoa học và trên toàn thế giới thì ai cũng biết. Nhưng mà nếu mà để quy định vào luật chính thức thì chúng ta chưa có luật đề cập về cái vấn đề một sức khỏe và các quy định giữa các bên và các bộ với nhau trong phối hợp đa ngành. Cho nên là cái việc này chúng tôi phải thông qua một cái thỏa thuận khung đối tác ký giữa ba bộ và các đối tác phát triển để làm sao mà chúng tôi nâng lên những cái tầm ràng buộc và cũng như là cái trách nhiệm cao nhất. Tiếp theo nữa là bản thân thì từng bộ cái khái niệm một sức khỏe, ngay cả Bộ Nông nghiệp là cái bộ chủ trì chính, nhưng mà có lẽ là cái khái niệm một sức khỏe cũng chưa phải là đi đến tất cả các cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp được. Do đó là đây cũng là một trong những khó khăn mà không những ở Bộ Nông nghiệp mà một số các bộ khác. Về mặt thuận lợi thì chúng ta có rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất là cái thuận lợi về cái yếu tố trong nước. Thì khung đối tác được vận hành và hoạt động từ rất là lâu rồi. Bản chất của cái cách thức áp dụng một sức khỏe là chúng ta đã áp dụng, như tôi nói, là từ năm 2003. Và do đó là so với các nước trên thế giới là Việt Nam là đi đầu trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận một sức khỏe. Chúng tôi có sự ủng hộ của chính phủ, có sự đồng lòng của ba bộ, và không những ba bộ đâu, còn một số các bộ khác như là bộ công thương, họ cũng là tham gia rất là tích cực trong các cái nhóm kỹ thuật. Tiếp theo nữa là có các cái trong cái khung đối tác thì các cái lĩnh vực hợp tác rất là đa dạng,
Do vậy mà các thành phần tham gia rất là đa dạng và phong phú, thu hút được nhiều bên liên quan. Về yếu tố quốc tế thì đây là một trong những cái yếu tố mà có thể nói là thuận lợi so với các cái lĩnh vực khác, bởi vì là quốc tế họ cũng rất lo đến cái sự an toàn của họ, cho nên là cái việc cam kết của họ đối với lại cái công tác phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là công tác dịch bệnh đối với các bệnh truyền lây mới nổi từ động vật sang người thì thu hút được rất là nhiều các đối tác quốc tế quan tâm, cả các đối tác chính phủ lẫn các cái đối tác quốc tế đa phương. Do đó mà có thể nói là chúng tôi huy động được tương đối đáng kể các cái nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ cho các cái chiến lược, các kế hoạch ngành của các bộ thông qua cái kế hoạch hành động của hành động quốc gia về một sức khỏe. Thì đây là một trong những cái rất là thuận lợi. Mình dùng cái nguồn lực bên ngoài để phục vụ cho cái mục tiêu ở bên trong. Thì đây là một cái cách thức áp dụng tôi cho rằng là hiệu quả và tốt, nên nhân rộng. Vâng, xin cảm ơn bà. Và thưa quý vị, là như bà Phượng cũng vừa mới chia sẻ là khi mà có đại dịch xảy ra ở bất kỳ đâu thì việc huy động phối hợp đa ngành, hợp tác đa phương đó chính là kim chỉ nam cho công tác phòng chống dịch bệnh. Một sức khỏe do đó là phương pháp tiếp cận tối ưu để đảm bảo an toàn cho hành tinh của chúng ta cũng như là sức khỏe của cộng đồng. Và đây cũng là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tại diễn đàn cấp cao thường niên về một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Khung đối tác một sức khỏe giai đoạn 21-25 được ký kết ngày 23 tháng 3 năm 2022. Tới nay có 33 đối tác thành viên chính thức. Kế hoạch tổng thể quốc gia một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người do EU, Việt Nam hỗ trợ được 3 bộ phê duyệt ngày 21 tháng 3 năm 2022. Từ khi ký kết tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký, có gần 100 chương trình, dự án đang được chuẩn bị và triển khai nhằm nỗ lực hỗ trợ triển khai kế hoạch. Cả ba bộ đánh giá rất cao sự hợp tác và đồng hành của các đối tác phát triển trong nước và quốc tế cho khung đối tác một sức khỏe. Thì tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký, đã gần 100 chương trình dự án một sức khỏe. Như vậy là cái tốc độ tăng trưởng ta tăng đến gấp đôi. Tôi vẫn nói với vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp là vận hành đúng. Lôi kéo được các đối tác vào tổ chức thực hiện cũng tương đối đồng bộ, đặc biệt là cái sự phối hợp giữa ba bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Y tế và Tài nguyên Môi trường. Một sức khỏe đã được công nhận trên phạm vi toàn cầu là phương pháp tiếp cận khoa học hiệu quả nhằm đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Khung đối tác một sức khỏe đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa ba bộ đồng chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường với 30 đối tác thành viên chính thức, các đối tác quốc tế khác. Công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt hai thập kỷ vừa qua đã cho thấy rằng một mình ngành y tế không thể đơn phương kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có yếu tố liên ngành như bệnh lây truyền từ động vật sang người. Để ứng phó với các thách thức to lớn này, rất cần sự hợp lực của toàn xã hội, sự hỗ trợ hợp tác của cộng đồng quốc tế. Những nghiên cứu trước đây được thực hiện trong năm 2022 phối hợp với cơ quan nghiên cứu CITES, Cục Kiểm Lâm, tập trung vào nghiên cứu các hiện trạng, áp dụng các biện pháp về an ninh sinh học tại các hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy cần cấp thiết tăng cường những biện pháp dự phòng an ninh sinh học cho các hoạt động gây nuôi này. Diễn đàn đã tổng kết các kết quả triển khai một sức khỏe trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và môi trường, công tác điều phối một sức khỏe trong năm 2023. Chỉ rõ những hạn chế và kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường phối hợp đa ngành thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch quốc gia đa ngành một sức khỏe. Trong thời gian tới, các bên đều mong muốn bổ sung, hoàn chỉnh toàn diện các lĩnh vực thuộc một sức khỏe trong mối tương tác giữa con người, thực vật, động vật và hệ môi trường sinh thái, đặc biệt coi trọng cả sức khỏe thực vật, sức khỏe đất trong nội dung khung đối tác để đảm bảo tính toàn diện. Năm 2024 sẽ là năm nhiều chương trình hoạt động một sức khỏe đa ngành được triển khai. Vâng, thưa bà, nếu mà tính tới thời điểm hiện tại thì bà có thể là chia sẻ với chúng tôi về cái hiệu quả lớn nhất của khung đối tác một sức khỏe đúng không ạ? Bản thân cái tên của là khung đối tác một sức khỏe thì mọi người đã thấy là cái hiệu quả của nó rồi. Chúng ta coi trọng không chỉ sức khỏe của con người, và cái đích cuối cùng là sức khỏe của con người, nhưng sức khỏe của động vật, của thực vật, của hệ sinh thái, và đến cái đích cuối cùng là sức khỏe con người. Do đó có thể nói là cái hiệu quả của nó nằm ngay trong cái tên của khung đối tác.
Như tôi vừa chia sẻ là vì yếu tố dịch bệnh và đại dịch là một cái mối quan tâm chung không chỉ cho bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào mà nó là mang tính toàn cầu. Do đó cái hiệu quả của nó thì sau 2 năm ký kết của giai đoạn hoa 2, 2021-2025, chỉ sau 2 năm thì chúng tôi đã huy động được khoảng, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký, chúng tôi đã huy động được khoảng gần 100 các dự án và chương trình phục vụ cho mục địa cho khung đối tác một sức khỏe. Thì cái hiệu quả của nó mang lại đương nhiên là sẽ là để phục vụ cho cái mục tiêu của khung đối tác. Và thứ hai nữa là từ cái nguồn lực này thì chúng tôi, như lúc tôi đã trình bày, là đã góp phần trực tiếp và gián tiếp và triển khai các cái luật, luật thú y, luật chăn nuôi, luật các cái luật như là luật đa dạng sinh học, vân vân. Thì nó góp phần trực tiếp vào các cái chiến lược và kế hoạch phát triển ngành của cả ba bộ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên Môi trường. Thì có thể nói là đây là một cái kết quả rất là đáng khích lệ và có một cái sự đóng góp rất lớn và rất nhiều từ các đối tác quốc tế, từ các chính phủ song phương và các đối tác quốc tế đa phương. Vâng, vậy thì trong thời gian tới, Bộ Hợp tác Quốc tế nói riêng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói chung cùng với các bộ đấy ạ, chúng ta cũng đã có những cái chiến lược cụ thể ra sao, những cái dự án như thế nào để có thể là phát triển được khung đối tác một sức khỏe có thể là sâu rộng hơn trong và hiệu quả hơn nhiều nữa trong thời gian tới ạ? Về cái hoạt động sắp tới của chúng tôi thì vẫn là bám sát cái kế hoạch hành động đa ngành một sức khỏe của cả ba bộ. Chúng tôi đã có những cái mục tiêu rất cụ thể. Có lẽ là nó cái mục tiêu đấy nó không chỉ trong 5 năm đâu, mà có thể mục tiêu đấy nó vẫn còn hiệu quả trong 10 năm tới. Thì đấy là thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết là huy động các cái nguồn lực quốc tế để phục vụ cho các khung đối, cái mục tiêu của khung đối tác này. Và thứ ba là chúng tôi trong thời gian tới về phía các bộ và cơ quan chính phủ thì chúng tôi cũng mong muốn là tăng cường cái năng lực thể chế cũng như là có để cho đảm bảo cái vấn đề một sức khỏe và khung đối tác một sức khỏe được triển khai sâu rộng hơn từ trung ương đến địa phương và có mang tính cộng đồng cao. Thế thì chúng tôi cũng tiếp tục là cái cơ quan đầu mối tạo diễn đàn và các cái cơ chế song phương đa phương để cho các bên cùng chia sẻ và có những cái ý tưởng cũng như là sáng kiến về một sức khỏe. Chúng tôi sắp tới thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái khung đối tác này nó sẽ mang tính toàn diện hơn, trong đó có coi trọng cái yếu tố cái gọi là sức khỏe về cây trồng và sức khỏe của đất. Thì đây là hai cái lĩnh vực mà các nhà tài trợ cũng như là các cơ quan trong nước rất là quan tâm mong muốn là đưa vào cái khung đối tác một sức khỏe để làm sao phát triển toàn diện. Và tiếp tục thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế lập kế hoạch triển khai các chương trình mang tính toàn cầu và mang tính quốc gia đa ngành. Cụ thể chúng tôi cũng xin chia sẻ ở trên trang web của Một Sức Khỏe. Vâng, xin cảm ơn với những chia sẻ vừa rồi của bà Phượng. Và thưa quý vị khán giả, thế giới đã và đang nỗ lực liên tục nhằm đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc là tái bùng phát, không ngừng nâng cao hiểu biết về nguy cơ dịch bệnh dựa trên những nghiên cứu, những trao đổi chính sách khoa học, kỹ thuật và thống nhất cho rằng tiếp cận một sức khỏe là sự gắn bó chặt chẽ giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe hệ sinh thái. Và Việt Nam thì cũng cam kết duy trì hợp tác đa phương, phối hợp đa ngành vì một sức khỏe. Và tới đây chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới tuần này của chúng tôi xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Vũ Thị Phượng, điều phối quốc gia Một Sức Khỏe đã tham gia chương trình với chúng tôi. Cảm ơn chị. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.